hôm nay mình uh, chia sẻ đến các bạn cái chủ đề là lợi ích của việc trồng cây tre khổng lồ thì nó như thế nào uh, đây là vườn cây tre khổng lồ này thì mình trồng ở đây và hôm nay là nó phát triển nó tốt rồi và cây tre khổng lồ này thì chúng ta trồng để làm gì uh, cây tre khổng lồ này thì chúng ta trồng để thu hoạch lá để uh, cho các uh, gia súc ăn tôi nói sẽ phù hợp với các loại gia súc uh, ví dụ như là dê cừu hôm nay thỏ và lợn rừng thì nhiều người người ta chăn nuôi thì người ta trồng loại cây này thì các bạn có thể là tìm hiểu các bạn nếu mà xem truyền hình thì các bạn sẽ thấy là một số kênh chăn nuôi thì người ta trồng rất là nhiều cái tre khổng lồ này và nó sẽ không xa lạ với những bạn mà hay tìm hiểu còn một số bạn mà chưa tìm hiểu thì mình giới thiệu như vậy và lợi ích của nó thì nó lá của nó có chứa nhiều chất dinh dưỡng giàu chất đảm các bạn nhé lá của nó lớn và nó cho chúng ta là một tỷ lệ lá thu hoạch thì nó cũng đạt được năng suất tỷ lệ lá để đem vào thức ăn chăn nuôi nó giải quyết được thứ nhất là thức ăn chăn nuôi và thứ hai nữa nó kết hợp với cây hoàn ngọc ở bên kia là cây hoàn ngọc à, hai loại cây thì nó sẽ làm thành cây dược liệu nó phòng ngừa được chuướng bệnh đau bùng tiêu chảy cho vật nuôi của chúng ta này rồi là nó cung cấp thêm chất đảm này và nó có nhiều công năng khác thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm một số lợi ích về cây hoàn ngọc chúng ta trồng hai loại cây này chúng ta kết hợp thì nó sẽ cho chúng ta là một nguồn dinh dưỡng rất là nhiều và ở đây là bên mình trồng thì các bạn thấy là một thảm ở đây và không chỉ là mình trồng ở đây đâu và mình còn trồng ở nơi khác nữa Bây hiện tại là bên mình cung cấp giống của nó và nó không có hạt giống là mình chỉ trồng bằng thân của nó và loại cây này thì rất là dễ trồng và dễ sống À, mình chỉ cần là lấy cái thân này ra mình cắt ra từng khúc như thế này và bên mình phải ươm các bạn nhá, ươm vào viên nén, ươm hạt. À, sau đó bên mình để một thời gian nó ra rễ thì bắt đầu bên mình gửi đi cho khách hàng trồng. À, nên là à, gửi hàng đến nơi thì nó chuẩn bị này mầm. Thì các bạn ươm thêm tầm khoảng 15 20 ngày nữa thì các bạn có thể là trồng được. À, tại vì bên mình không để cho nó nảy mầm tại vì nảy mầm ấy thì nó giòn cái tre khổng lồ này nó thân của nó giòn nó nó dễ gãy nên là mình chỉ cho nó nhú mắt thôi là mình gửi rồi các bạn ươm thêm tại vì nếu mà để cho nó nảy mầm thì tuyến đường vận chuyển đấy thì bưu điển người ta không nhẹ nhàng đâu người ta vứt hàng hòa thế này thì kia nó sẽ làm hỏng hết nên là mình gửi cái cái thân sau khi nó ra rễ và lợi ích của nó thì nó có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhá, nên là chúng ta chăn nuôi ví dụ như là dê cừu hôm nay thì chúng ta nên trồng nhá đặc biệt nhất là thỏ thỏ và lợn rừng đấy và trâu bò thì vẫn được nhá nhưng mà chủ yếu là các tiểu gia súc ví dụ như là dê cừu hôm nay và đặc biệt nhất là thỏ với lợn rừng thì nó rất là tốt chia sẻ đến các bạn như vậy bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là kết nối nhé để bên mình hỗ trợ thêm các bạn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau